phải là chỗ kết thúc, mà chúng ta kết thúc cuộc đời trần thế này tiến vào cuộc sống vĩnh hằng, nơi Thiên Chúa đã dọn cảnh cho chúng ta khi tạo dựng con người chúng ta. Giờ đây bà Teresa đã đi trước chúng ta trở về nơi vĩnh hằng, nơi Chúa tạo dựng hưởng phúc trường sinh. Chúng ta cũng gặp lại với bà trong ngày cao hơn. Giờ đây chúng ta nhận nhận tội lỗi của chúng ta đã chân thành được nghĩa thành thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nghiệp trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lời tài tôi mọi nào, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời lòng chúng ca tiên thần, ca thân và anh chị em thân cầu cho tôi chưa tỏ Thiên Chúa, Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và những nơi chúng ta đang từ sông muôn đời. Lạy Chúa, Chúa là vinh quang của các tân hôn và là sự sống của những người công chính. Nhờ sự che chở chân của con Chúa, chúng con đã được phúc chuộc chân tương cho ta tên tức là bà Teresa, được ở miền quê hạnh phúc đời sau, vì bà đã tin những mọi người để trong lại. Chúng con cầu xin những che chở Kitô con Chúa là Thiên Chúa là Chúa chúng con, người hàng trong ngày thì cùng Chúa trong thể hợp nhất của Chúa thánh thần nên lời. Bài trích sách khôn ngoan: linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và mỗi tội khổ của sự chết. Đối với các người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang được bình an. Dẫu theo các người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sửa phạt chú ý, các ngài sẽ được hưởng quân vàng ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ hoàn thiêu. Tôi chẳng thiếu thốn chi.